À, mình đang có mặt tại Phở Thìn này. Hôm nay mình sẽ vào đây review Phở Thìn, gửi đến cho tất cả mọi người biết là cái Phở Thìn mới mở. Nó nằm trên đường Bô Sa. Tiệm phở này là hồi xưa là Hương Đồng Cỏ Nổi nha, nhà hàng Hương Đồng Cỏ Nổi. Giờ Phở Thìn nó take over và nó mở là Phở Thìn. Giờ mình vào mình thử nha. Thôi mời cả nhà đi với mình. Nó nằm trên đường Bô Sa cả nhà. Giờ mình quay cái mọi người nhìn thấy cái ông già ông Phở Thìn không? Phở Thìn thì mình đã làm một cái video ở Hà Nội rồi, giờ bên này mới mở, mình có dịp về Cali, giờ mình sẽ vào đây thử này. Phở Thìn thì theo mình biết là mình ăn ở Hà Nội là hành ngò rất nhiều nhé. Trong cái shopping center ở phía trên là Cali Insurance Agency này. Mình sẽ đi quay một vòng cái shopping center này cho cả nhà xem. Rồi cả nhà nếu mà có về Nam Cali, mình sẽ quay một vòng xung quanh cái không gian của Phở Thìn mới mở nha. Nhìn rất rộng rãi và thoáng đẹp. Có một hình để ngay giữa ngay tại chỗ. Nhìn thấy sáng sủa đẹp vì nó còn mới mà. Đây gia đình của mình ngồi bàn này. Đây là cái menu đây nha. Menu thì rất đơn giản. Nó chỉ có hai mặt thôi. Ở mặt phía trước thì lại nó gọi là phở số 1, số 2, số 3, số 4, 5, số 6 này, 7, 8, 9, 10, 11. Nó rất đơn giản. Rồi có cái hình dưới này thì nhìn rất hấp dẫn cả nhà. Còn đây là cái hình hình này thì ai biết Phở Thìn ở Hà Nội rồi. Mình đã đến ngay tại cái Phở Thìn ở Hà Nội, ở phố cổ Hà Nội. Mình làm một cái video rồi. Giờ mình có dịp về lại bên Nam Cali cho nên mình ghé cái Phở Thìn để mình ăn rồi mình gửi đến cho tất cả mọi người biết Phở Thìn ở đây nó có khác ở bên Việt Nam hay không nhé. Nay mình sẽ gọi cái tô phở đặc biệt Phở Thìn, là cái phở mình coi trong cái giá trong này là cái tô phở đặc biệt là 15 đồng 99. Mình sẽ gọi cái tô phở ở đây 15 đồng 99. Cái này chưa đưa phở ra nhưng điều mình thấy nó đưa giá là giá trùng nha. Cái này mình không kêu giá trùng mà người ta được giá trùng, không hiểu vì sao. Chắc có lẽ là cái Phở Thìn ăn toàn với giá trùng thôi. Chị không thấy không? Có thể là thay vì không phải giá không trùng mà người ta đưa giá trùng luôn. Tất nhiên cái Phở Thìn nó ăn với và phải trùng. Nhưng ở Hà Nội là không có. Hà Nội là chỉ có hành ngò thôi. Có luôn, có đầy đủ đó. Đây mình sẽ đi một vòng quay cho cả nhà xem những cái bức ảnh mà của Hà Nội này. Ở đây nó có ghi hết nha. Ở đây nó có ghi là toàn cảnh phố Hàng Hòm này. Hàng Hòm này. Ở cái này là phố Chợ Bưởi này. Còn bên này thì đó, những cái tấm hình người ta treo trong cái nhà hàng. Rồi không gian nhà hàng thì nó rất là thoáng mát, sạch sẽ. Còn cái khúc này thì cũng treo những cái tấm hình. Đây là cái hình rất đặc biệt này. Đây, mọi người nhìn thấy cái hình Phở Thìn tại Nam Cali không? Mới mở được 2 tháng cả nhà. Đang đứng tại cái bức ảnh trong Phở Thìn nha. Nhìn tô phở hấp dẫn không? Nhìn tô phở xong đã bụng được đúng không? Quá thật quá ngon, nhìn quá hấp dẫn, quá ngon. Ở đây mình thấy có cháo quậy đây nha. Đúng là phở người Bắc, phở có cháo quậy. Thử cái cháo quậy thế này. Rất là giòn nha. Rất giòn. Rất giòn. Mời cả nhà nha. Mình ăn thử cái cháo quậy. Cháo quậy người ta đưa ra trước này. Thấy mình bóp thì thấy giòn lắm. Đúng là ngoài Bắc ăn phở là lúc nào cũng đưa ra cái dĩa quậy. Một cái dĩa quậy á, nhiều cái nhà hàng ở đây mình ăn mình thấy nó đưa ra thấy mềm lắm mà mình thấy giòn vậy là mình thích rồi. Giòn ngon. Đây là hành ngâm giấm, ớt xanh ngâm giấm này. Đây là tỏi sắt mỏng rồi ngâm giấm luôn. Cái kiểu phở Hà Nội đa số có như vậy, mình về Hà Nội cũng thế đó. Đây mọi người nhìn thấy đây là cái tô đặc biệt của mình này. Còn hai tô kia là hai tô vừa rồi. Nhìn hành dễ lắm. Nhìn tô phở là biết phở Hà Nội.
hành ở trên rất là nhiều. Không có gì hết. Cái này là gì? Không có gì. Y chang, ok, cảm ơn. Đây, còn đây là cái tô của mình. Thấy không? Nhìn thấy rất nhiều hành, rất nhiều. Cái này đặc biệt của cái tiệm phở Thìn ở đây nha. Thôi, mời cả nhà thưởng thức phở Thìn với gia đình mình đi ha. Thôi mời cả nhà nha. Ở bên Việt Nam á, mà ăn phở Thìn á, là không có mấy cái này. Không có cái sriracha. Bên này thì có sriracha. Rồi cũng có hoisin sauce. Mình ăn kiểu của Mỹ. Cho chanh vào nè. Ở bên Việt Nam mình á, mà phở Thìn á, nó không có cái này. Nhưng ở bên này là nếu mà không có cái này thì chắc có lẽ ăn không quen. Cho nên bên này nó bán giống như bên này, chứ không chỗ nào khác được hết. Dạ, thêm một cái nữa. Không, một cái thôi. Cô lấy một cái chứ không lấy hai cái. Rồi, rồi cảm ơn nha. Giá là giá trụng nha. Hình như ở đây là người ta đều sử dụng giá trụng hết, vì mình không có kiểu trụng mà người ta đưa ra giá trụng. Tất nhiên là đa số là dùng giá trụng đó. Để mình coi trong này, cái tô của mình đó, đặc biệt cho nên thịt rất nhiều này. Trong này nó có gầu này, gầu. Cái này là tái này. Bánh phở là bánh phở to mà phở tươi nha. Wow, nhìn tô phở cả nhà. Bọc khói nha. Đây, đây cái thịt ra. Để mình thử cái gạo này. Thịt mềm. Mình thử cái tái này. Đây là cái tái. Cái nạm thì mình, nạm gầu thì mình thấy mềm rồi đó. Còn cái tái này. Tái cũng mềm. Cái nước phở đó, nó có cái mùi vị khác với cái phở bên này. Rất là khác với cái phở bên này. Giống như anh Holic, anh những cái phở Lover thì mình thấy nó khác, cái hương vị nó khác. Có thể là người ta nấu theo cái kiểu người Bắc nhiều hơn. Tỏi với ớt chanh. Lucky mình đem về đây bán được nha. Cái ớt nó chua chua, cái tỏi nó chua chua. Mình thích cái muỗng này nha. Anh phở vào cái muỗng một số sâu á, hút nước mới đã. Công thì lớn nhiều lắm. Để mình chấm cái thử quẩy này. Cái này quẩy ăn giòn chấm. Giòn chấm cái này ăn đã. Ở đây cái gầu ngon lắm cả nhà, thấy cái gầu không? Cái gầu nó mềm, nó sật sật, kiểu mà giống như gân vậy, ăn rất là ngon. Cái gầu này nó vừa mỡ vừa gân. Trời ở ngoài mưa râm râm, trong này làm tô phở nóng hổi luôn, ăn đảo.
nhắc hồi xưa là như một cái gì đó mình bị ha, gì đó đi vô nữa. Mình kêu cái tổ đặc biệt để mà mình cho cả nhà biết được cái tổ đặc biệt nó có những cái gì. Nó có cả nè, cái này là gân nó mềm rồi này. Gân cũng mềm luôn. Có bầu viên không? Bầu viên to không nhỉ? Cắt thành 4 đó. Ăn cái tô này xong rồi phải nói là chắc ăn hết rồi. Nhưng mình kêu cái tô bự để mình review đến cho cả nhà biết. Trong cái tô đặc biệt nó có cái gì á. Cái bộ viên ở đây á, mình thấy ăn ok. Cái nạm gầu ăn cũng ok. Những cái tô mình thịt nhiều quá, mình ăn có thể được một nửa là hết rồi, chứ không là nửa thôi chứ không ăn được nữa. Cho nên chắc no rồi, mới ăn thì mà no rồi. Cho nên mình để lại rất nhiều. Cái nước của nó khác với tất cả những cái tiệm phở ở đây. Cái sự đậm đà của nó thì mình thấy nó không có. Nếu mà nói ngon á, thì mình thấy ok thôi, chứ không phải là ngon lắm. Có trở lại hay không thì thật là đói bụng mới trở lại. Chỉ có ok thôi. Tóm lại theo cái sở thích của mình với là theo cái khẩu vị của mình là mình thấy ok. Chứ không có đặc biệt gì lắm. Với cái tô phở thì thịt nó nhiều, nó quá chức thì nhiều. Chắc lại vì cái tô mình là cái tô đặc biệt cho nên thịt nó nhiều. Cho nên ăn hoài không có hết thịt. Mình mới ăn con nửa chơi, đâu ăn hết được đâu. Ở đây biết sao tôi đặc biệt là nó có cái trứng để mình múc cho mọi người xem. Có cái trứng mà nó bỏ vào cái nước phở ngay cái trong đỏ. Không biết là cái này là ăn kiểu người Bắc hay sao không biết mà cho có cái trứng. Thử nha, phải thử. Mình dừng tô phở tại đây nha. Nhiều quá ăn không hết. Để lại rất phí. Nhưng điều mình thấy mình không ăn được thêm nữa. Phở ok. Ok thôi. Nói đặc biệt thì đối với mình thì không có gì đặc biệt. Mình cũng muốn vào thử để mà review để gửi đến cho mọi người biết. Theo khẩu vị của mình là chỉ khẩu ok. Đây mọi người nhìn ngoài trời mưa tầm tã luôn cả nhà. Mưa quá trời luôn. Ngày mình ra sân bay để bay về lại Detroit, Michigan. Bên đó thì cũng đang thời tiết đang rất là lạnh. Mới ăn xong phở thịnh đi ra ngoài. Cái phở thịnh thì mình thấy cũng ok thôi. Mọi người có dịp tới ăn thử đi. Mình thấy thì cũng ok chứ không có gì đó gọi đặc biệt lắm. Có thể là cái hương vị nó khác ở người Bắc rồi bán ở ngay khu Formosa nữa, cho nên mình thấy cái phở thì cái nước thì mình thấy nó rất ok, chứ nó không có đặc biệt lắm nha. Nhưng thì mọi người đến thử thì cho ý kiến. Mình đối với mình thì mình thấy khẩu vị của mình thì mình thấy cái phở này thì có ok thôi. Sau đó ba chào tất cả mọi người nha. Chúc mọi người nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc.